cùng toàn thể các cô giáo trường mầm non Yên Sầu trong không khí vui mừng của ngày hội đến trường các nhà giáo Việt Nam. Trường mầm non Yên Sầu xin gửi tới các quý vị để tiếp tục lắng nghe thay cho lời chào trân trọng nhất. Mở đầu chương trình là màn múa hát hay từ từ những con người Việt Nam xưa do các giáo viên biểu diễn.
Yeah.
mùa xuân anh đi hải hương, mà em luôn luôn vậy trẻ. Sao em muốn bạn em mau khỏe, sao em muốn bạn em mau ngoan, hay bởi vì em quá yêu thương những đôi mây đỏ, những đôi lá hồng. Vâng, đó chính là nội dung bài hát mùa xuân anh đi vậy trẻ do Tết Múa biểu diễn.
cùng với quý vị đại biểu, các vị khách quý, cùng toàn thể cán bộ giáo viên công nhân viên trường mầm non cơ sở. Tổ sư trọng đạo là một trong những truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam ta. Truyền thống đó đã kết tinh thần đạo lý của người Việt Nam từ bao đời. Lịch sử dân tộc cũng đã chứng minh rằng dù trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, đủ bao biến cố thăng trầm, nhưng chưa khi nào là sẽ không bao giờ mất đi sự tôn vinh vai trò của người thầy trong xã hội. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các cô giáo, để hòa chung trong không khí hân hoan tương thưởng của thầy cô và học sinh cả nước vui mừng chào đón ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, hôm nay trường mầm non Yên Sở long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam. Thay mặt tập thể sư phạm nhà trường, cho tôi được gửi tới các quý vị đại biểu, các vị khách quý lời chúc sức khỏe chào, và đặc biệt là các cô giáo trong nhà trường nói riêng và cả nước nói chung với lời chúc mừng trân trọng nhất, nồng nhiệt nhất trong ngày 20 tháng 11 năm nay. Về sự buổi lễ kỷ niệm hôm nay, tập thể giáo viên trường mầm non Yên Sở vinh dự và nhiệt liệt chào đón sự hiện diện. Về phía lãnh đạo phường có đồng chí Lê Văn Thuận, bí thư đảng bộ phường Yên Sở. Về phía phụ huynh có ông Nguyễn Thành Trung, chủ tịch hội cha mẹ học sinh cùng toàn thể các hội cha mẹ học sinh các lớp. Đặc biệt là có sự hiện diện của các cô, các bác, cựu giáo chức trường mầm non Yên Sở, các đồng chí trong ban giám hiệu, ban chấp hành công đoàn cùng với toàn thể giáo viên, nhân viên cùng về dự buổi lễ kỷ niệm. Sự hiện diện của quý vị đại biểu là niềm vinh dự, là nguồn động viên to lớn đối với cô và trò trường mầm non Yên Sở. Cho phép tôi được thay mặt toàn thể hội đồng sư phạm nhà trường cùng các con học sinh con yêu xin gửi tới các quý vị đại biểu, các vị phụ huynh lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các vị đại biểu, các cô giáo, có thể trong mỗi chúng ta giờ này đều đang có những hồi ức về mái trường, nơi gắn liền với bao kỷ niệm của một thời đã qua, nơi chắc cả những ước mơ hoài bão để đưa ta đến hiện thực. Bài hát từ thời cuối thời vẫn còn in đậm mãi trong ký ức mỗi chúng ta. Ai nâng cánh ước mơ cho em là thầy cô không quản ngày đêm, ai dạy dỗ chúng em nên người là thầy cô giáo công ơn suốt đời. Và sau đây xin kính mời cô giáo Trương Thu Hà, hiệu trưởng nhà trường, vui hôm nay kỷ niệm, trân trọng kính mời cô. Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân phường. Kính thưa các đồng chí và cựu giáo chức của trường mầm non Yên Sở, thưa các bậc cha mẹ học sinh và toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trường mầm non Yên Sở. Chúng ta đã thường nghe câu thơ con đò mộc mạc đầu xuân, mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày, khúc sông ấy vẫn còn đây, đưa bước những đò đầy sang xuân. Từ thuở ở thơ đến trường, chúng ta đã được thầy cô dạy dỗ những điều đó. Những bài học đạo đức đầu tiên đã giúp chúng ta người là một người Việt Nam, chúng ta không thể nào quên truyền thống tôn sư trọng đạo mà chúng ta đã truyền thầy từ bao đời nay. Theo truyền thống của nhà trường, hôm nay ban giám hiệu, công đoàn trường mầm non Yên Sở tổ chức buổi họp mặt chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2012. Để trong ngày vui này, chúng ta cùng chia sẻ niềm vui và bày tỏ lòng biết ơn đối với các đồng chí, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã và đang công tác tại trường, trân trọng và ghi nhớ sự lao động cực kỳ của các đồng chí bằng trách nhiệm và tình yêu nghề, yêu trẻ, bằng những đóng góp thầm lặng thường ngày đã tạo nên tên tuổi của trường mầm non Yên Sở hôm nay. Thay mặt ban giám hiệu, ban chấp hành công đoàn nhà trường xin gửi tới các bác, các cô, các đồng chí, cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính thưa các đồng chí, cách đây 30 năm, theo nguyện vọng của các nhà giáo và của toàn dân, theo đề nghị của Bộ Giáo dục và của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, ngày 8
tháng 9 năm 1982, Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ, đã quyết định ra quyết định số 167, chính thức lấy ngày 20 tháng 11 là Ngày Nhà giáo Việt Nam. Từ đó đến nay, Ngày Nhà giáo Việt Nam đã trở thành ngày kỷ niệm có tính chất xã hội rộng lớn ở nước ta. Đó là gì? Toàn thể xã hội thể hiện tình cảm đối với ngành giáo dục và đào tạo và đối với những người làm công tác giáo dục, khẳng định những cống hiến và đóng góp của ngành giáo dục đào tạo đối với sự nghiệp xây dựng đất nước. Biểu dương những người thầy đã có công lao đào tạo thế hệ trẻ, củng cố lòng yêu nghề của các thầy cô giáo. Sự tôn vinh người thầy không chỉ nói lên truyền thống tốt đẹp, tôn sư trọng đạo của người Việt Nam, mà là còn là niềm tin, lòng mong mỏi của toàn xã hội đối với các thầy cô giáo. Điều đó đòi hỏi mỗi nhà giáo chúng ta càng phải không ngừng phấn đấu rèn luyện trau dồi đạo đức, lòng yêu nghề, phong cách và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với vinh dự của một nghề cao quý, nghề dạy học. Kính thưa các đồng chí, kế thừa và phát huy những thành tích của nhà trường, hôm nay tôi xin vui mừng báo cáo với các đồng chí trong năm học 2011-2012, tập thể nhà trường vẫn tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, duy trì được nền nếp kỷ cương, sự tận tụy trong công việc và tích cực tham gia các hoạt động của ngành, đạt được các thành tích như sau. Về danh hiệu tập thể, chúng ta đạt được giấy khen tập thể lao động xuất sắc cấp thành phố, duy trì danh hiệu trường chuẩn quốc gia, được Ủy ban nhân dân quận tặng giấy khen trường tiên tiến cấp quận, giấy khen tập thể đã đạt thành tích xuất sắc thực hiện 5 năm của vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh, công đoàn đạt giấy khen của công đoàn lao động thành phố, đoàn thanh niên đạt vững mạnh xuất sắc, y tế học đường xếp loại tốt. Về cá nhân, tôi xin tuyên dương và khen ngợi có trường chúng ta có 52 đồng chí đạt lao động tiên tiến cấp trường, 8 đồng chí đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Chúng ta có 52 sáng kiến kinh nghiệm xếp loại A, B cấp trường, 8 sáng kiến kinh nghiệm xếp loại cấp quận, 3 sáng kiến kinh nghiệm xếp loại thành phố. Về phong trào thi đua, chúng ta đạt giải nhất văn nghệ về hội diễn văn nghệ cấp quận, giải nhì hội thi dinh dưỡng cấp quận. Chúng ta đã tham gia có hiệu quả ở các đợt biểu diễn văn nghệ phục vụ quận và thành phố. Trong năm học, về chất lượng giáo dục chúng ta xếp loại tốt, công tác xây dựng cơ sở vật chất tài chính xếp loại tốt, công tác xã hội hóa xếp loại tốt, công tác quản lý xếp loại tốt, công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ xếp loại tốt. Chúng ta hãy cùng nở một tràng pháo tay để cùng chúc mừng những thành tích xuất sắc mà chúng ta đã đạt được trong năm học vừa qua. Trong những ngày của tháng 11, các cô bác giáo viên, nhân viên ở các cơ sở trường học đã sôi nổi với nhiều phong trào, hoạt động thi đua nuôi dạy tốt để chào mừng ngày lễ hội của các thầy cô, những người làm công tác giáo dục, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi trong nhà trường, xây dựng được niềm tin, sự ủng hộ của các bậc phụ huynh học sinh và tình yêu của các cháu đối với các cô giáo. Tôi thực hiện biểu dương sự nỗ lực và những kết quả của các cơ sở trường, các cá nhân cô giáo tâm huyết tận tụy với công việc. Để thực hiện tốt sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam, cùng với sự đóng góp của toàn xã hội, trường chúng ta cũng cần đổi mới để căn bản, toàn diện, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học, đẩy mạnh thi đua, dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng của giáo dục toàn diện. Đặc biệt, chúng ta sẽ quan trọng giáo dục kỹ năng sống, giáo dục lễ giáo cho trẻ, nâng cao ý thức trách nhiệm của xã hội, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, tác phong công nghiệp, xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình và xã hội. Tôi mong muốn và tin tưởng các đồng chí cán bộ, giáo viên, công nhân viên trường mầm non Liên Sở sẽ phát huy truyền thống của nhà trường, đoàn kết một lòng, tương thân tương ái,
nỗ lực phấn đấu vươn lên, rèn luyện đạt được nhiều thành tích cao trong dạy và học, trong nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non. Nhân dịp này, thay mặt nhà trường, cho tôi phép tôi được bày tỏ lòng cảm ơn chân thành nhất tới các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể tại địa phương và đặc biệt là các thế hệ nhà giáo cũng như hội cha mẹ học sinh trường đã vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người luôn luôn ủng hộ, sát cánh, giúp đỡ chúng tôi trong mọi công việc, tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mong rằng chúng tôi sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các đồng chí để trường Mầm Non Hương Sở ngày càng phát triển, hoàn thành tốt xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, chính quyền và nhân dân dân Hương Sở giao phó. Một lần nữa, xin kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc các đồng chí cựu giáo chức, các vị đại biểu luôn mạnh khỏe, gia đình an khang thịnh vượng. Chúc các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên sức khỏe, hạnh phúc, đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong năm học mới. Chúc sự nghiệp giáo dục của phường Yên Sở chúng ta ngày càng phát triển, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn cô giáo Trương Thu Hà. Tiếp theo, xin trân trọng kính mời đại diện của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Yên Sở có bó hoa tươi thắm lên tặng nhà trường.
được dành ca tặng. Bởi lẽ thì được người thầy tự nghĩ người cha, người mẹ, mà có người cha, người mẹ nào lại không mong muốn con mình khôn lớn trưởng thành hơn. Vâng, tâm hồn của người giáo viên cũng như lòng dân tươi hơn tươi mát. Trong lần đó đưa những con đò chở bao thế học sinh sang sông, cập đến những bến bờ tri thức tương lai. Xin kính mời quý vị.